Vâng, Đức Hiền Audio mến chào toàn thể anh em nhé. Nay bên Đức Hiền Audio lại tiếp tục về một số lượng loa toa rất chi là nhiều. Hàng Indo nhập khẩu chính hãng do bên Đức Hiền Audio phân phối toàn khu vực miền Bắc nhé. Vâng, bên Đức Hiền là một bên tổng loa toa hiện tại là đang lớn nhất khu vực miền Bắc và cái số lượng loa toa rất chi là nhiều các hãng ở đây. Tập trung đầy đủ các dòng loa toa từ công suất nhỏ đến công suất rất chi là lớn bên em đều có nhé. Thì hôm nay là số lượng loa toa về cập bến Audio Đức Hiền là với số lượng khoảng 500 chiếc anh em nhé. 500 chiếc loa toa các loại từ bé đến lớn, từ công suất 30W cho đến 2400W. Để cho anh em về chơi sự kiện ứng dụng vào trong những dàn karaoke cực kỳ hiệu quả luôn. Và số lượng bên Đức Hiền Audio bán ra hàng ngày rất chi là lớn luôn, có ngày đi hàng 50 chiếc cho anh em trên toàn quốc luôn để chơi sự kiện nó tăng lời ca. Như anh em được biết ý, thì dòng loa toa này nó là một trong những cái dòng loa nó có cái tiếng ca, nó cho ra cái tiếng ca rất chi là sắc nét và gọn tiếng, âm thanh rõ rõ ràng và đi rất chi là xa. Đấy, hỗ trợ tiếng ca cho những cái dàn âm thanh sự kiện rất chi là hiệu quả luôn. Đấy, bản thân cái loa này nó có một cái sức mạnh rất chi là lớn, đó là tiếng ca. Đấy, cái độ bao phủ không gian rộng cũng như là cái độ phóng âm thanh đi xa rất chi là lớn nhá anh em nhé. Mà cái tiếng của nó thì rất chi là bay luôn, thể hiện cái giải trung âm rất chi là tốt. Đấy. Anh em có thể ứng dụng cái loa này, vào trong những cái chương trình sự kiện, ví dụ như karaoke, hội họp, đám cưới và các sự kiện ngoài trời có sử dụng không gian rộng. Thì chúng ta đánh cái loa toa này vào cái hệ thống âm thanh lời ca nó rất chi là tuyệt vời luôn. Bởi vì anh em đã biết rồi, như anh em đã biết nhé, cái dòng loa này thì nó chuyên để thông báo. Thông báo thì nó là thông báo về tiếng lời ca. Đấy, thông báo một chiếc loa này mà nó thông báo cho cả một cái xóm, cả một xã, tất cả ai cũng đều nghe thấy cái tiếng của nó. Nếu mà không gian đường thẳng, không có vật cản nó đi xa khoảng 2 km anh em nhé, không vượt cản nó đi xa khoảng 2 km luôn là anh em vẫn nghe thấy được cái thông báo của nó. Mặc dù là anh em nghe thấy nó bé nhưng mà anh em vẫn nghe được, nhưng loa full thì không thể làm được cái chuyện đó. Trong cái khoảng không gian từ 100m đổ lại thì nó đánh cực kỳ ok luôn. Mà trong các sự kiện lớn nhỏ thì chúng ta chỉ cần không gian nó trải dài ra 50m là đã rất chi là ok rồi. 50m đối loa này nó là bình thường luôn, rất chi là tuyệt vời, tiếng ca cực hay luôn. Thì nay em có về số lượng loa rất rất chi là lớn luôn. Hiện tại là kho nhà em đã quá chật, em về một phát là kín hết ra tận ngoài cửa luôn, không còn lối đi luôn. Đấy, đây là dòng loa này, là dòng loa chuyên dụng để cho chơi sự kiện âm thanh đám cưới nhé. Thì nó hợp, phù hợp. Thì ngoài ra bên em còn có thêm những cái dòng loa toa như này. Đây là dòng loa toa của Mỹ anh em nhé, loa toa của Mỹ đây, USA đây nhé, USA. Đây là dòng loa mới nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Con này có đường kính côn của nó là côn 88 anh em, côn 80 anh em, đường kính côn 80. Đây là cái con củ toa của Indo, củ toa Indo anh em nhé. Đây, đấy, các bác nhìn thấy chưa, Made in Indo nhá. Thì hiện tại em đang lắp vào sang cái vành của Mỹ để cho nó nhỏ gọn. Đối với anh em mà chơi sự kiện ấy, sự kiện mà trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2024, thì là trong tất cả các sự kiện như là gặp mặt đầu năm, rồi hội họp, rồi thì đám cưới, đa số là đã có DJ rồi, đa số là thuê DJ về đánh này, để bay nhảy rồi. Thì giới thiệu cho anh em một cái biện pháp trị DJ, đó là cái loa này. Loa này chuyên trị các thánh bay DJ. Đấy, âm thanh rất chi là mạnh mẽ và uy lực anh em nhé. Dòng loa này thì âm thanh nó quá mạnh rồi, nó đánh ở giải trung âm thì nó tăng cho cái phần nhạc nó rất chi là mạnh mẽ luôn, âm thanh nó rắn đét là đẹp anh em nhé. Em đã có nhiều cái clip test cái loa này rồi. Đây, 600W anh em nhé, rất chi là ghê gớm. Côn của nó là côn đường kính 80 nhé, còn cái côn của con này Indo nó là đường kính 52. So với con này thì nó là rất chi là lớn này, con này rất lớn. Đây, các dòng toa rất chi là nhiều anh em nhé. Toa em bỏ ra cho anh em xem đây. Đấy. Đặc biệt đây này, có một con toa này. Đây là dòng toa lớn nhất tại Đức Hiền Audio, có công suất 2400W, rất chi là ghê gớm.
Ôi, những cặp loa full này, đã được để mua những con loa toa lên phía trên, đánh sự kiện rất chi là hiệu quả luôn. Ở đây cũng thế này, đây em quay cho các bác xem đây. Đây là con loa Mỹ nhé. Con loa Mỹ thì nó sẽ chạy như nào? Loa Mỹ thì nó sẽ chạy trực tiếp vào đẩy và nối tiếp qua con tụ 20mm. Tụ xịn anh em nhé, không phải tụ vớ vẩn đâu. Tụ xịn đánh cho cái loa này nó mới được. Đấy. Nhưng mà khi bán là em sẽ bán một đô bán loa như này và em tặng cho anh em một con tụ như này. Tặng con tụ anh em về đấu nối tiếp vào nó là nó chạy nhé. Chuyên đánh DJ. Và có thể gửi mic ra để hát karaoke, tiếng nó rất chi là bay. Tiếng rất chi là mạnh mẽ và bay nhé. Đấy, còn nếu mà karaoke hay thì anh em hãy dùng con toa Indo này. Toa Indo là hỗ trợ cho tiếng ca hát hò, đặc biệt là quan họ đúng vang dền nền đậy tiếng ca tuyệt vời luôn anh em nhé. Đấy, thì bên Hiền hiện tại đã đưa cái dòng loa toa này trở lại với tất cả các dòng sân khấu. Tất cả các sự kiện từ bé đến to, Đức Hiền đã đưa cái hệ thống âm thanh toa này vào và đã được tất cả các anh em và cũng như là quan khách đánh giá rất chi là hay. Rất chi là hay nhé, hát karaoke rất chi là tuyệt vời. Em đã được một số các bác khen là các bác tự bảo với em là khi tại sao hát những cái bộ khác mà nó không lên được tiếng mà hôm nay tao hát bộ của chú lại hay như vậy. Thế em mới chỉ lên cái loa toa này bảo là đây bác nhờ có cái loa toa này mà cái tiếng của bác nghe nó rất chi là thoát và cái tiếng của bác nó nổi hẳn so với cái nền nhạc beat luôn. Nhạc beat oánh nhưng mà không thể lấp được cái loa này anh em nhé. Cái loa này nó cái tiếng ca của nó rất chi là vượt trội luôn. Các bác mở nhạc beat nhưng mà khi hát lên là cái con này nó thể hiện cái lời ca, tiếng hát rất chi là rõ luôn, đặc biệt là quan họ. Những ca sĩ nổi tiếng quan họ rất thích yêu và yêu mến cái loa này bởi vì cái thể hiện được cái vang dền nền nảy của cái giọng hát của người ta. Đấy, số lượng loa bên em không giới hạn được, ngày về cũng như là ngày đi, số lượng loa đi rất chi là nhiều. Mỗi ngày em đi khoảng thấp nhất cũng phải tầm độ 30 cái. Ngày nào nhiều là khoảng 50 chiếc loa đi cho anh em trên toàn quốc. Và nếu mà anh em muốn chơi lời mà to thực sự tiếng hay thì anh em chơi trong con này. Con này là con toa 75W vành tròn. Anh em chơi sự kiện thì rất chi là quan ngại về cái vấn đề là cái loa này nha anh em nhé. Anh em cứ sợ nó là cái loa các bác dùng trong nhạc hiếu. Nhưng mà thực sự thì là các bác nhạc hiếu các bác ấy rất chi là khôn ngoan và các bác ấy rất chi là tỉnh táo. Vì các bác biết vận dụng cái loa này vào trong cái công việc của người ta. Trong một cái đám hiếu nó rất chi ồn ào nhưng mà hầu như các bác nhạc hiếu chỉ đánh một đôi loa thùng rất bé thôi. Và các bác đánh hai cái loa này mà nói âm hết làng hết dạp lên luôn. Rất chi là tuyệt vời. Đấy. Tại sao các em sự kiện phải mang nhiều loa đêm gì? Vác một đống loa đến chồng trên đám cưới rồi kín hết cả sân khấu. Mà số tiền bỏ ra, số tiền thu về thì cũng chỉ như vậy thôi. Không được khá hơn mà bê vác nó nặng nhọc, nó gãy xương ra các bác ạ. Chúng ta chơi đám cưới bây giờ, ví dụ chơi đám cưới chúng ta chỉ cần một cặp loa 40, full 40. Và chúng ta chơi hai con này nữa, đảm bảo là hát cực hay luôn. Hát hay hơn cả một dàn A-Zay luôn. Đấy. Nói phải đi đôi với thực tế, vì thực tế thì em đã làm và em đã review trên kênh của em rất chi là nhiều rồi. Đấy, có loa toa tiếng nó rất chi là hay luôn. Đấy. Nếu mà chơi sang con này nữa thì các em anh em không quan ngại và khách hàng không dị nghị gì, chúng ta chơi con này tuyệt vời luôn. Đã có một số anh em chơi cái loa này rất chi là nhiều rồi. Anh em chơi đám cưới, anh em treo hai con loa này ở trên hai bên giảm mà khi chụp ảnh lên thì nó lại rất chi là đẹp. Đấy. Ví dụ cô dâu cô rể đứng ở sân khấu mà chụp ảnh có hai con loa toa này nhìn nó lại rất chi là khác lạ, rất chi là phê luôn, nhìn nó lại đẹp. Đấy, loa này thực ra nó không xấu các bác nhé, nó là loa sắt, loa mồm sắt. Nhiều anh em sợ cái loa này nhiều anh em rất sợ cái loa này bởi vì mồm nó to. Đấy, 5 giờ sáng 4 rưỡi sáng mà nó alo thông báo một phát là các bác tỉnh ngủ hết luôn, tỉnh ngủ hết, không bác nào thức được luôn, không bác nào ngủ nữa luôn. Nó alo phát là thông báo luôn, hoặc là nó báo động phát là các bác phải tỉnh dậy ngay. Đấy là cái sức mạnh riêng của dòng loa này. Đấy, mỗi loa nó có một cái sức mạnh riêng. Các bác cứ sợ nó ong ong, các bác cứ sợ nó hú mic, thực ra nó không hú các bác nhé. Tùy thực ra nó không hú. Ví dụ các bác nghe một mình nó, một mình cái loa này nó phát nhạc, một mình cái loa này nó hát, thì các bác nghe độc cái giải trung âm không thì nó sẽ không hay. Đấy. Ví dụ như là các bác nghe độc cái giải tép không, các bác mở độc con tép lên các bác có nghe được không? Chói ráy luôn. Các bác mở độc tép lên, các bác tắt loa bass đi, đố các bác nghe được.
chói dây mà ù tai luôn đấy. Hoặc là các bác một cái loa full như này, chẳng hạn một loa full này mà nó chết tép phát, các bác có nghe được không? Nghe như đấm vào tai luôn các bác, đúng không? Nghe như đấm vào tai. Hoặc các bác mở đập con loa súp lên, đây con loa súp như này, hoặc như con này, mở đập loa súp lên các bác có nghe được không? Cứ đùm đùm này, hoặc là cứ bùng bục này, các bác không thể nghe nổi. Đấy, cho nên là âm thanh sẽ có ba giải hòa quyện với nhau, bát trung tép. Đấy. Nếu như một con toa này mà các bác mở một con toa với một con loa tép thì các bác nghe rất chi là hay luôn. Hai giải đó nó quận với nhau nghe cực phê luôn. Đấy, hôm nay thì em chỉ quay video và em nói chia sẻ cho toàn thể anh em thôi. Và bây giờ em sẽ mở một cái đoạn nhạc trên cái loa này cho các bác nghe nhé. Loa bên em thì khi bán ra thị trường thì đa số là bên em đã được lắp cho các bác những cái bộ phân tần như này. Đây chính là cái bộ phân tần do bên Đức Hiền Audio phát triển từ hệ thống âm thanh toa để đáp ứng cho anh em chơi các sự kiện. Đấy, nó lọc tần số cho cái loa này, cắt tần số từ 170Hz cho đến 10 kg. Và nó cho ra cái chất âm rất chi là hay. Cái thứ hai nữa là nó bảo vệ cái côn loa, cho phép anh em đánh trực tiếp vào cục đẩy công suất lớn đều ok nhé. À, bây giờ em sẽ mở chất âm của con loa này lên cho các bác cùng nghe. Đây là cái jack Neutrik mà khi bên em bán ra thị trường hoặc bán cho anh em thì bên em đã đấu sẵn như này rồi. Đấu sẵn cái jack Neutrik như này về, anh em chỉ việc cắm và đẩy là chạy thôi. Đấy. Cắm và đẩy là chạy ok anh em nhé. Bây giờ em sẽ test nhạc cho anh em cùng nghe trên cái loa này cho nó hay như nào nhé. Rồi em sẽ mở trên con âm ly này. Đây em chọn một bài hát nhé. Chọn một vài bài hát em sẽ mở các bác cùng nghe. Rồi ok nhé. Rồi. Bây giờ em sẽ cắm cái loa này vào để cho các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của loa toa nhé. Đây cắm vào đây. Rồi. À, ok nhá. Rồi. Em mở to đi nữa nhá. To đi nữa cho các bác nghe. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Quá hay luôn các bác. Giọt lệ này em đã giết cho tim anh. Tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ ta vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó. Rồi ok nhá. Rồi em test như thế thôi, không nó lại đánh bản quyền. Không thì video nó lại đánh bản quyền trên YouTube thì rất chi là mệt anh em nhé. Rồi, đấy thì em giới thiệu qua như vậy. Hàng về số lượng rất nhiều. Anh em nào cần mua loa toa thì liên hệ cho em theo số điện thoại 032 770 9495. Đó là số điện thoại bán hàng của em nhé. Anh em nào cần thì liên hệ sớm cho em. À, số điện thoại của em đó. Vâng, và một đây số điện thoại đây. Đây này. Đây nhá, số điện thoại em đây. Đức Hiền Audio đây, số điện thoại 032 770 9495. 9495. Đấy. Đây là cái hộp phân tần mà bên em vẫn đang bán đây, hộp phân tần, hộp đựng phân tần nhé. Rồi, một lần nữa thì bên Đức Hiền Audio xin mến chào toàn thể các anh em đã quan tâm đến video. Và anh em xem video thấy hay thì ấn một lượt like và đăng ký, một lượt chia sẻ để giúp bên Đức Hiền Audio ngày một phát triển hơn. Và xin trân trọng cảm ơn tất cả anh em. Và chúc anh em có một sức khỏe tốt và nhiều tiền. Ok, xin mến chào toàn thể anh em nhé.